chào tất cả các bạn, mình tên là Ngô Đụa, mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng. Rất có cơ may mình đến với công ty Magic Line nhờ một người bạn học thời phổ thông, đó là bạn Nguyễn Cúc. Và khi đến với công ty Magic Line, mình đã trải nghiệm các sản phẩm của công ty Magic Line và thấy rằng sản phẩm rất là tuyệt vời, đã giúp mình cải thiện được sức khỏe rất là tốt, nhiều bệnh mãn tính của mình đã chấm dứt. Và sau đây mình xin giới thiệu với các bạn một số đôi nét về công ty Magic Line. Công ty Magic Line được thành lập vào tháng 7 năm 2014 và trụ sở đầu tiên tại Singapore. Singapore các bạn biết rằng là được mệnh danh là một đất nước sư tử vàng, làm đất nước sạch nhất thế giới. Và các trụ sở sau đó năm 2005 trở đi đó là các trụ sở tại Indonesia, tại Hồng Kông, tại Đài Loan, tại Trung Quốc, vân vân. Và hiện nay được công ty Magic Line đã được rất là nhiều giải thưởng, ví dụ như giải thưởng giải nhất về mô hình kinh doanh xuất sắc nhất Đông Nam Á, vân vân. Và sau khi có những giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm của quốc tế thì các sản phẩm của công ty Magic Line đã được lan tỏa đi rất nhiều nước trên thế giới và lan tỏa đến 32 triệu người trên thế giới, và họ đã sử dụng, tiên dùng sản phẩm của công ty Magic Line để có một sức khỏe khỏe mạnh cách toàn diện. Vậy thì sau khi tin yêu được sản phẩm của công ty Magic Line rồi, mình đã bắt tay kinh doanh cùng công ty Magic Line trong hệ thống 101. Và các bạn biết không, ngay trong tháng đầu tiên mình đã có thu nhập là 50 triệu đồng trong một tháng đầu tiên. Các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Và sau đây mình xin giới thiệu về bộ ba xếp sản phẩm thần thánh của công ty Magic Line. Sản phẩm thứ nhất đó là sản phẩm tế bào gốc táo thụy sĩ. Tế bào gốc táo thụy sĩ được chiết xuất thành phần cơ bản là tế bào gốc táo thụy sĩ với quả táo dại trên đỉnh núi Amper của thụy sĩ đã có độ tuổi hơn 300 năm, kết hợp với nhiều thành phần khác như là nõi ngô, như là nha đam, như là nhân sâm hoang dã đã tạo nên một sản phẩm rất tuyệt vời để nhuận tràng, để chúng ta đào thải độc tố trong máu, trong gan và trong đường ruột. Và các bạn biết rằng là đường ruột của chúng ta dài từ 8 đến 12 mét. Và đường ruột tỷ lệ thuận, đường ruột sạch thì tỷ lệ thuận với thì tuổi thọ của chúng ta, có nghĩa là đường ruột càng sạch thì tuổi thọ càng cao. Và sản phẩm thứ nhất của công ty Magic Line đó chính là tế bào gốc táo thụy sĩ đã giải quyết cho chúng ta, làm sạch đường ruột chúng ta. Sản phẩm thứ hai mình xin giới thiệu với các bạn đó là Bảo Nhiên. Bảo Nhiên đã đẩy 70% lượng đường thừa của chúng ta ra khỏi cơ thể, giúp chúng ta tránh được những căn bệnh như là bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan, cứng gan và ung thư gan. Sản phẩm thứ ba trong bộ ba thần thánh của sản phẩm công ty Magic Line đó là peptide. Và đây chính là sản phẩm peptide của công ty Magic Line. Sản phẩm peptide khi chúng ta uống vào 5 phút sẽ vào máu, 10 phút chuyển thành năng lượng cho chúng ta, giúp chúng ta sửa chữa các tế bào bệnh, các tế bào bị thoái hóa và sản sinh ra tế bào mới. Chính vì vậy khi sử dụng sản phẩm của công ty Magic Line sẽ giúp bạn trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi và giúp cho bạn và người thân kéo dài tuổi thọ từ 10 đến 20 năm mà đã được các bác sĩ viết sách. Và đã được khi sản xuất sản phẩm của peptide này, các 18 nhà khoa học đã nghiên cứu và đoạt 18 giải Nobel cho sản phẩm peptide các bạn ạ. Vậy các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Và chính cái sản phẩm của công ty Magic Line đã cứu rất nhiều người thoát khỏi tay thần chết và chấm dứt những cái bệnh mãn tính cho mọi người. Chính vì vậy sản phẩm thì cứu người và chế độ thì cứu đời. Vậy rất mong các bạn hãy đến với công ty Magic Line, sẽ được trải nghiệm cơ hội, bạn sẽ thành công, sẽ
ngày tại công ty Magic Life và sẽ có sức khỏe một cách toàn diện tại công ty Magic Life. Rồi rất mong có sự hợp tác của các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức khỏe nha các bạn nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.